dân gian ngụy văn thực lục tập 74 Dịch Phong Lăng Được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã được dịch phun trên bạch ngọc sách chấm vip Chương 181, tranh đấu phong thủy. Nhưng càng khiến lòng tôi đắng chát hơn là mẹ tôi không hề ngừng nghỉ, mà lại lần nữa chìm xuống dưới nước. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt sông, kia hố khổng lồ ở bên cạnh, chỉ để lại cho tôi một cảnh tượng hoang tàn đến ghê người. Mẹ, tôi run rẩy gọi một tiếng, khó khăn đứng dậy trong lòng tôi rất khổ cũng rất buồn tại sao những năm này mẹ tôi đi theo tôi nhưng mặt đối mặt rồi lại không chịu nhìn tôi lẽ nào là bởi vì mẹ không phải là người sợ sẽ làm tôi sợ hay là còn có nguyên nhân nào khác chỉ chớp mắt trong đầu tôi đã bị những suy nghĩ phức tạp lấp đầy tôi rất không cam tâm vẫn muốn gọi mẹ quay lại còn chưa đợi tôi mở miệng mặt nước vừa mới lặng lại đột nhiên lại rung lên khiến mặt tôi biến sắc là thứ nổi lên hóa ra lại là trần mù và ngao sói lúc này trần mù đã mất ý thức tay trái của lão vẫn còn kẹp lấy cháu trai trần viễn quy tay phải thì kẹp con gái lão thanh nhi lại nhìn ngao sói thì đang ngoạm lấy bả vai của trần mù không chịu buông tuy rằng vết thương đã rỉ máu nhưng dựa vào sức mạnh của ngao sói một đớp hoàn toàn có thể cắn đứt xương cốt nó đang cứu trần mù có điều lúc này ngao sói rõ ràng cũng đang thoi thóp miễn cưỡng nhà mồm ra người kéo bọn họ lên bờ, rõ ràng chính là mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn chỉ có cái đầu trồi lên khỏi mặt nước, ở ngay phía sau trần mù và ngao sói. Mẹ từ từ lại gần bờ. Tôi vội giơ tay ra kéo, lôi trần mù và ngao sói lên bờ. Đương nhiên, cũng hoàn toàn nhờ mẹ tôi ở phía sau giúp đỡ. Chứ không, tôi làm gì còn sức mà kéo bọn họ. Một lát sau, trần mù đã nằm trên bờ. Ngao sói khẽ ư ử một tiếng, nhìn mẹ tôi một cái, cúi đầu dường như đang tỏ vẻ cảm ơn cứu hắn giọng nói của mẹ tôi mang một vẻ trống rỗng tôi vội vàng đi ép ngực trần mù lão nôn ra bao nhiêu là nước sông phải báo cảnh sát đi viện cấp cứu mới được tôi hoảng loạn run rẩy nói chỉ có điều bên cạnh người chỉ còn lại tiếng sóng nước đập vào bờ tôi quay đầu ra bờ sông trống vắng mẹ tôi đã chẳng thấy đâu nữa mẹ cảm ơn tôi hít sâu một hơi trong lòng đầy cảm kích mẹ không đi thẳng luôn mà còn cứu mạng trần mù với ngao sói tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi tôi không nên cưỡng ép mẹ đợi trần mù về nhà với tôi tiễn mẹ đi sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp mẹ nữa nhanh chóng lôi điện thoại ra nó bị ngâm nước từ lâu đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn nữa tôi lại vội vàng ép lồng ngực cho trần mù lão lại nôn thêm không ít nước sông dường như ngón tay lão có hơi động đậy mí mắt cũng cử động một chút bên cạnh ngạo sói ư ử một tiếng, bên trong con mắt đỏ au, dường như cũng có vệt nước. Tôi cũng chẳng biết đấy là nước sông hay nước mắt của nó. Ngao sói cũng có nước mắt sao? Dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn qua một bên, tôi đã chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo cho Trần Mù rồi. Trong tay không có điện thoại, không có cách gì gọi xe cứu thương, dấu hiệu sự sống của Trần Mù lại quá yếu. Tôi sợ trong quá trình tôi đi tìm người giúp đỡ thì lão đã mất mạng rồi. Cũng vào lúc này, Đằng xa đột nhiên vọng lại tiếng gọi, "Là tiên sinh." Giọng nói này có chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng. Tôi ngẩng đầu nhìn qua, đang chạy lại, chẳng phải chính là Phùng Chí Vinh sao? Phía sau ông ta có không ít người nhà họ Phùng cũng đang chạy về phía tôi. Rất nhanh, Phùng Chí Vinh đã đến trước mặt tôi, lúc này trông ông ta cũng nhếch nhác không tưởng, có điều so với tôi và Trần Mù thì vẫn đỡ hơn nhiều. "Phùng gia chủ, ông không sao là tốt quá rồi." trong lòng tôi thở phào một tiếng. Phùng Chí Vinh chạy ra rất kịp thời, không gặp vấn đề gì. Vốn dĩ tôi và Trần Mù chắc cũng có thể chạy ra, kết quả lại bị Lý Đức Hiền gài bẫy, đem Thanh Nhi và Trần Viễn Quy buộc lên trên mái hiên. Lão ta lần này quyết tâm lấy mạng tôi và Trần Mù. Sắc mặt Phùng Chí Vinh hơi có chút thê thảm, trong mắt lão đầy sự sợ hãi, là tiên sinh. Tôi cứ tưởng mấy người không lên được, chuyện này thật không thể tưởng tượng được, quá khủng khiếp nhà họ phùng chúng tôi mất vào đó sợ là phải bảy tám chục người, đều không cứu được nữa. Nghe ông ta nói đến con số này, khiến trong tim tôi lại ngột ngạt từng cơn. Phùng gia chủ, báo cảnh sát trước, chú Trần vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tôi rục rã một tiếng, người ở bên cạnh Phùng Chí Vinh hóa ra là Phùng Khuất, hắn lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Những người khác nhà họ Phùng, mỗi người đều mang bộ dạng nghĩ lại còn thấy sợ. Xe cứu thương sẽ tới ngay, Phùng Khuất dứt lời tôi nghe vậy mới hơi thở phào nhẹ nhõm lúc này tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ra vị trí giữa sông phía đó có một con tàu chở khách đèn điện sáng trưng lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên boong tàu có một người đang đứng chỉ có điều khoảng cách quá xa không nhìn rõ là người nào tôi lôi điện thoại ra phần nước ngấm vào trong vẫn đang không ngừng rỉ ra tôi hơi nheo mắt ánh mắt cũng lạnh lại suýt chút nữa tôi đã mất mạng vào tay lý đức hiền không, không phải suýt chút nữa. Nếu không có mẹ tôi, lúc này tôi và Trần Mù, bao gồm cả ngao sói, đều đã thành xác chìm ở dưới sông Dương. Thủ đoạn của Lý Đức Hiền vừa độc ác vừa tàn nhẫn, tôi bắt buộc phải vạn lần cẩn trọng mới có thể phòng bị được. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định cũng phải khiến lão chịu đựng hậu quả. Nếu không, lão ta chắc chắn sẽ còn tiếp tục dở trò sau lưng tôi nữa. Phùng gia chủ, mấy người có thể tìm được thêm thông tin về Lý Đức Hiền không? Lão ta là người ở đâu, chú ở chỗ nào?" Tôi khàn giọng hỏi. Phùng Chí Vinh phản ứng lại, ông ta căm hận nhìn con tàu khách trên sông, nói từng câu từng chữ, "Tôi sẽ dốc toàn bộ tài nguyên của nhà họ Phùng đi tìm." Cũng vào lúc này, đột nhiên có một người lên trước, ghé vào tai Phùng Chí Vinh nói mấy câu. Thân thể Phùng Chí Vinh run rẩy một cái, mắt ông ta đỏ lên mấy phần. Tôi lập tức hỏi ông ta lại xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt Phùng Chí Vinh hơi có chút thê lương trong tộc lại vừa chết mấy tiểu bối, mẹ tôi cũng đột ngột bệnh nặng, có vẻ sắp không qua khỏi rồi. Tôi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hậu quả do huyệt bạch hổ trộm xác gây nên, tuy rằng xác chết đã bị đảo lên, tạm thời chấn áp không hóa sát, nhưng sự áp chế khí vận nhà họ phùng do chúng tạo thành vẫn còn đó, bắt buộc phải nhanh chóng đi sửa bố cục phong thủy. Đem con dâu ông Vương Tiểu Yến và cháu ông Lâm Minh táng vào trong huyệt nguồn long mạch, thì nhà họ phùng mới ngừng gặp chuyện được. Đợi xe cứu thương tới, đưa chú Trần đi, chúng ta qua ngọn núi ở ngoài thành phố luôn. Trong mắt Phùng Chí Vinh có chút lo lắng, "Là tiên sinh, thân thể cậu không có vấn đề gì chứ?" Tôi im lặng, sau đó trả lời, "Mạng người quan trọng." Lúc này tôi đã rất mệt mỏi, rất muốn ngã xuống, trên người càng thấy chỗ nào cũng đau, nhưng bây giờ tôi mà ngã xuống thì trong cuộc đấu giữa tôi và Lý Đức Hiền, tôi sẽ thua cuộc. Tuy rằng vẫn chưa chạm mặt với lão, nhưng bây giờ tôi cứu nhà họ Phùng, lão hại nhà họ Phùng thì đã thành sự tranh đấu trên phương diện phong thủy rồi. Nhà họ Phùng liên tiếp có người chết, ở nhà họ Cố tôi cũng suýt mất mạng, Lý Đức Hiền đã áp chế tôi hết lần này đến lần khác. Một khi tôi ngã xuống, không quản nhà họ Phùng được nữa, sợ là nhà họ Phùng sẽ chẳng qua nổi đêm nay. Rồi từ đó về sau, báo ứng mà tôi phải nhận cũng sẽ không ít, tới lúc lại đối mặt với Lý Đức Hiền, tất nhiên cũng sẽ phát sợ. Vậy nên bây giờ, tôi quyết không được lùi. Đợi tầm hơn 10 phút xe cứu thương cuối cùng cũng tới. Bọn họ đưa Trần Mù đi xong. Tôi bảo với Phùng Chí Vinh phải phái người trông chừng xác chết của Thanh Nhi và Trần Viễn Quy. Ngao sói nhỏ rộng ư ử một tiếng, đột nhiên đi lại bên cạnh tôi. Nó dùng đầu rụi rụi vào tay tôi. Tôi ngẩn ra, mất tự nhiên nói, mày muốn đi cùng tao. Ngao sói liếm một cái vào mu bàn tay tôi. Tim tôi đập điên cuồng, trong lòng vô cớ thấy an tâm hơn vài phần. Phùng Chí Vinh cũng đã sắp đặt người xong hơn nữa mệnh lệnh của ông ta rất nặng phải dùng mạng sống để bảo vệ hai xác chết này cũng phải người đi canh trần mù không để chuyện gì xảy ra với lão sau đó chúng tôi mới lên chiếc xe khác đi ra phía ngoài thành phố trong quá trình này chiếc tàu trên sông kia đã đi xa từ lâu tôi cũng vội lấy la bàn ra cũng may là định la bàn cho dù ngấm nước nhưng cũng không hỏng hóc đường đêm không có mấy xe dưới sự thúc giục của phùng chí vinh tốc độ của xe gần như bay bình thường phải mất đến một tiếng mới ra ngoài thành phố, lần này chỉ mất nửa tiếng đã tới nơi. Sau khi chúng tôi xuống xe, ngao sói đột nhiên chu một tiếng dài. Lúc này ra đầu tôi cũng hơi tê đi, đứng ở trên con đường quốc lộ phía trước ngọn núi. Sương mù lốm đốm, bên dưới làn sương, lại lờ mờ không nhìn rõ bộ dạng của thế núi. Là tiên sinh, trên núi này, liệu có vấn đề gì nữa không? Lý Đức Hiền liệu có giờ trò quỷ gì ở đây nữa không? Phùng Chí Vinh đột nhiên bất an hỏi một câu. Tôi lắc lắc đầu, nheo mắt nói, đại tiểu minh đường liên trục, chỗ này là long mạch, còn là chỗ lỗ huyệt nơi sinh khí thoát ra, lão ta không giờ trò nổi. Dứt lời, phía trong làn sương mù, bất chợt lờ mờ có bóng người. Bên đường là bụi cây hoang dã, sau khi có bóng người trông lại càng kinh khủng khiếp. Hoặc là ở phía dưới lùm cây, có một người nằm đó, đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Hoặc là ngay ở bờ đất bên đường, có một người khuôn mặt chảy xệ trắng nhợt đang ngồi xổm trong mắt toàn là sự tĩnh lặng. Thậm chí còn có một số, dường như đang do dự, muốn bước về phía chúng tôi vậy. Mặt tôi cũng biến sắc, chuyện này không đúng á. À? Ở đây sao trông lại giống như cảnh tượng xuất hiện khi trần mù dẫn đường âm vậy, bên người chúng tôi cũng không có người chết mà. Nghĩ đến đây, mặt tôi đột ngột biến sắc. Phùng gia chủ, ông có phải đã cho người đem hải cốt con dâu ông với cả xác chết cháu ông qua đây luôn rồi không? mươi 182, lũng tại sườn núi kim chìm âm tụ ở khu bảo địa phong thủy vô chủ kiểu này muốn sửa phong thủy của nó thì phải có hành động lớn không phải là chỉ cần sửa đổi một chỗ nào đó là có tác dụng đâu lý đức hiền còn chưa có bản lĩnh lớn như thế tuy rằng có sương mù nên không nhìn rõ thế núi nhưng tôi có thể dùng định la bàn phân biệt long mạch ở đây tuyệt đối không có vấn đề gì chỉ có điều những bóng người ở trong làn sương mù khiến người ta vô cùng sợ hãi duy chỉ có lúc dẫn đường âm bọn chúng mới xuất hiện. Nếu không phải đưa theo người chết thì làm sao có thể khiến chúng tôi bước vào đường âm được. Mặt Phùng Chí Vinh lập tức hơi biến sắc một chút, ông ta mất tự nhiên nói, "Ở phía sau, xe vừa đến. Tôi sợ đợi chút nữa chúng ta tìm thấy huyệt nguồn mà ban nãy cậu nói, nhớ lại xảy ra vấn đề gì, nên cứ bảo bọn họ đến đây luôn." Đồng thời, Phùng Chí Vinh giơ tay lên chỉ. Tôi quay đầu lại nhìn. Quả nhiên ở phía sau xe của chúng tôi chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc xe nữa. Lúc này, chiếc xe đó vừa mới dừng lại, cửa xe đột ngột bị mở ra. Bước xuống xe là mấy người nhà họ phùng, người nào cũng đô con, bản thân chắc đều có bộ dạng hung hãn, vậy mà lúc này sắc mặt lại tái nhật cả. Gia chủ, cả quãng đường chúng tôi tới đây đều rất quái dị, toàn là sương mù. Mà bên đường kiểu gì còn có người, nửa đêm rồi, rốt cục là người hay là quỷ đây. Mấy người đó chạy đến trước mặt Phùng Chí Vinh, vô cùng sợ hãi nhìn quanh bốn phía, trên trán tôi toàn là mồ hôi. Mấy người này chỉ nhìn tướng mặt thì đích thực không phải là dạng mạng yếu, thêm nữa mấy người đàn ông dương khí nặng nên mới có thể lái xe đến tận đây, nếu đổi thành chỉ có một tài xế, sợ là trên đường đi đã gặp chuyện từ lâu rồi. Là tiên sinh, việc này nên làm thế nào? Phùng Chí Vinh bất an nhìn ra bên lề đường. Tôi cắn răng nói một câu, chú Trần không có đây, rất khó xử lý bọn họ không làm theo quy tắc mà đưa xác chết đi xa được như thế cũng đều dựa vào việc mạng cứng. Chúng ta lại còn muốn đưa xác chết lên núi, thì sẽ tương đối phiền phức. Vào thời điểm này, trong làn sương mù ở bên đường, mấy bóng người kia đã có người bước ra ngoài. Bọn họ cũng chẳng phải đi về phía chúng tôi, mà ngược lại bước về phía chiếc xe kia. Lòng tôi càng lạnh ngắt. Chạm quỷ đao có thể chấn áp hai cái xác kia, thêm đám không biết là người hay là quỷ này qua nữa. Sợ là chạm quỷ đao cũng phải gãy, Thế nhưng đúng vào lúc này, ngao sói đột nhiên lại chu dài lên một tiếng, tinh thần của nó bất chợt như hồi phục lại không ít, lao về phía cạnh xe. Lập tức, mấy người kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn vào trong lớp sương mù ở bên đường. Thịch thịch thịch, tim tôi như đang đập ở chỗ cổ họng. Tôi rất rõ, đây là do ngao sói đang uy hiếp đám quỷ kia. Lúc này chúng tôi bắt buộc phải lên núi ngay, còn phải nhanh chóng tìm ra huyệt nguồn nơi long khí tụ tập để đặt hai xác chết kia xuống. Nếu chúng bị mấy cái thứ trong xương mù này chạm vào thì to chuyện hẳn. Phùng gia chủ bảo bọn họ khiêng xác chết với xương cốt ra, chúng ta lên núi." Trên trán tôi gân xanh nổi cộm hết lên, nghiêm giọng nói. Phùng Chí Vinh lập tức hạ lệnh. Ở trên xe của chúng tôi và chiếc xe vừa mới tới kia, đại khái còn lại tầm chục người. Bọn họ quay lại bên xe, khiêng hai xác chết kia xuống. Tôi lúc này mới phát hiện xác chết đã bị nhét vào trong hai chiếc túi đựng xác màu xanh, chàm quỷ đao thì bị buộc ở giữa hai cái túi. Trái phải mỗi bên đều dính chặt với một cái túi đựng xác có tác dụng chấn áp. Chỉ có điều, sau khi xác chết rời khỏi xe, sương mù ở xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc hơn nhiều. Cũng chẳng biết sương mù là do đêm khuya rồi, hay do hai bộ xương cốt hắc sát này lại gây ra biến đổi gì nữa. Tôi cắn răng bước lên trước, kéo khóa ở trên đầu túi đựng xác xuống khiến đồng tử mắt tôi co mạnh lại là trên đầu lâu của con dâu phùng Chí vinh vương tiểu yến đã đen xì cả mạng trên mặt cháu trai ông ta lâm minh cũng bắt đầu hơi có lông đen xì mọc ra dưới ánh trăng một cái đầu lâu đen xì xì một gương mặt người chết trắng bệch có lẫn chút lông đen đừng hỏi trông rợn người đến mức nào có ngao sói bảo vệ chúng ta lên núi phùng gia chủ mấy người phải theo sát bên cạnh tôi và ngao sói tuyệt đối không được rớt lại Ngoài ra nhớ kỹ lời dặn của tôi, tôi cố nén hơi thở gấp gáp lại, trịnh trọng nhìn Phùng Chí Vinh. Ông ta gật gật đầu, tôi cũng quay đầu nhìn quanh một lượt mười mấy người kia, trịnh trọng nói: Người chết hỏi đường đầu nhìn sau, tiền bạc thế mạng chặn người, đi, đường. Giờ trời tối đến ghê người, chúng ta lại đem theo xác chết, nên giờ là đi trên đường của người chết. Trong quá trình lên núi, nếu như có người ở sau lưng hỏi chuyện, đừng quay đầu, cũng đừng trả lời kể cả trả lời trong đầu cũng không được trả lời rồi thì khả năng là sẽ mất mạng luôn ngoài ra tiền và vật phẩm trên mặt đất cũng không được nhặt kể cả có là một cục vàng to như đầu chó rơi trên mặt đất cũng nhớ kỹ không được nhặt lên gặp nhiều chuyện rồi tuy trần mù chỉ dặn dò tôi có một lần nhưng tôi vẫn nhớ kỹ trong lòng chỉ có điều lúc này chúng tôi đi trên con đường âm đã mở nhưng lại không có người mạng cứng như trần mù tới dẫn đường tuy rằng có ngao sói nhưng tôi vẫn cứ có một thứ cảm giác tương lai mờ mịt. Hơn chục người kia đều đưa mắt nhìn nhau rồi gật gật đầu. Mấy người đến sau không phải trải qua vụ sụp lún ở nhà họ Cố, rồi nước ở sông ngầm phun lên. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi, rõ ràng chẳng mấy tin phục, càng nhiều hơn chỉ là sự sợ hãi. Mấy người còn lại thì gật mạnh đầu, trong mắt đều là sự tin tưởng chắc chắn. Phùng Chí Vinh lúc này cũng chẳng còn thứ thần thái mọi việc đều nắm trong tầm tay của vị thổ hoàng đế sông Dương nữa núp phía sau lưng tôi vẻ sợ hãi không che đậy nổi tôi lại thở dài một tiếng duy trì hơi thở bình ổn sau đó thuận theo đường đi bước qua phía chân núi kỳ thực mấy câu nói của trần mù khi dẫn đường âm tôi đều nhớ canh giờ này là gì tôi cũng biết nhưng tôi không dám hô loạn lên mạng của trần mù cứng như lửa thiêu vậy mạng của tôi tuy cũng cứng cũng rất nặng nhưng mạng của tôi thuộc mạng đại âm tôi chỉ sợ hô sai cái gì sẽ tạo thành phiền phức lớn hơn Lúc này có lẽ cứ giữ im lặng một chút, có ngao sói ở bên cạnh, còn có chàng quỷ đao. Chúng tôi chỉ cần nhanh chóng tìm ra huyệt nguồn nơi long khí hội tụ, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỗ này vốn là cuối đường của một lối rẽ ra từ đường quốc lộ, lên trước mấy bước, là đến chân núi. Đường hẹp đi, ngược lại sương mù càng dày đặc lên. Bầu trời đêm đen thẳm, ánh trăng trở nên mở đi, bên trong làn sương trắng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có một bàn tay thỏ ra vậy. Tôi bước đi trên đầu, cái đuôi ngao sói không ve vẩy nữa, mà dựng đứng lên hơi hơi đung đưa, nó đi cũng không nhanh. Vừa đi, tôi vừa cúi đầu xuống, nhìn vào định la bàn trên tay. Lúc này kim chỉ chìm xuống, chứ không phải hỗn hợp kim xoay và kim nghịch giống như lần trước ở khu mộ viên nhà họ Phùng. Tôi lau bỏ mồ hôi trên trán. Đầu kim chìm xuống gọi là kim chìm, đại biểu cho việc xung quanh tuy có âm khí, nhưng không phải là đại ác, mà là xung quanh có thêm người chết oan hoặc chết ngoài ý muốn sẽ khiến cho người bình thường cảm thấy bức bối khó chịu. nhưng tôi vẫn không dám thả lòng người. cứ thế bước nhanh lên trước, tốc độ của ngao sói cũng không hề giảm. điểm đến của tôi là chỗ sườn núi. ngọn núi này, thế núi uốn lượn lên xuống, con sông chảy trước núi là tiểu Minh Đường, sông Dương ở phía ngoài là Đại Minh Đường. còn bản thân ngọn núi thì thuộc Lũng Long, huyệt nguồn chi vị của chi Long mạch ở nơi cao nhất của núi. còn lũng thì ở chỗ sườn núi, có định La bàn tôi chỉ cần đến chỗ sườn núi là có thể tìm được vị trí long khí hội tụ tàng phong nạp khí